Xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Hôm nay thì Cường xin phép là sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn về một cái công trình nhà vườn mái Nhật mà bên mình đã tư vấn thiết kế cho chàng chị Nguyễn Thị Hân ở Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang quý vị các bạn nhé. Trong video thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rất kỹ về không gian, hình thức, giải pháp để cho quý vị các bạn có thể nắm bắt được và áp dụng trực tiếp vào trong cái khuôn viên trong cái công trình của nhà mình. Lần này thì Cường xin phép là sẽ sử dụng trực tiếp cái phần mềm 3D để mình chia sẻ cho các bạn về cái hình thức, về cái công năng. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hồ sơ bản vẽ của HCG nhé các bạn nhé. Trước khi đi vào video lần đầu tiên quý các bạn đến với kênh Kiến trúc HCG, các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào chuông để mỗi khi bên mình xuất bản video, quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất phải không ạ? Tôi xin trân trọng cảm ơn quý các bạn vì điều đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau hướng lên màn hình để phân tích cái công trình lần này. Trên màn hình của quý vị và các bạn đây, đó là cái phần hình thức công trình của nhà chị Nguyễn Thị Hân ở Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang. Thì chị đang mong muốn có công trình với cái kích thước là diện tích sử dụng nó rơi khoảng 100 m² đó, và diện tích cả sảnh nó rơi khoảng tầm 110 m² đấy nhé các bạn nhé. Và kích thước công trình thì hiện nay là bằng 8 m và chiều sâu tính từ mép này đến phần đằng sau là bằng 13,5, và nếu mà các bạn tính cả sảnh là bằng 16,5 m nhé các bạn nhé. Thì đây chính là cái phần mái công trình, nhìn từ bên trên xuống các bạn có thể là cùng Cường xem và quay. Đó, đây là cái phần mái chính, đây là mái phụ nhô ra, đây là mái sảnh nhé các bạn nhé. Đấy là về phần hình thức công trình. Về phần mái, chúng ta sẽ cùng nhau xem các cái phối cảnh góc công trình. Về phối cảnh góc của công trình thì quý vị các bạn đang đứng ở đây và các bạn nhìn thì công trình được HCG thiết kế với sảnh trên này cao là bằng 3,5 m và đây là bằng 3,9 m, với lại các cái hình thức là hiện đại, các cái đường phào rất là đẹp và thẳng nhé các bạn nhé. Mái ngói thì lập trường ra ngoài, lối lên công trình thì là 5 bậc. Toàn bộ bên dưới này là bên mình dùng bồn hoa trồng những cây hồng môn rất là đẹp ở đây, và những cái cây vạn tuế rất là đẹp. Và thứ hai nữa là về phần cửa thì là một cửa chính, thì là bên mình là sử dụng là cửa gỗ với lại các pano kính ở bên hông. Còn là cửa sổ thì là sử dụng cửa khung nhôm hệ, và chúng ta sơn đen để tăng cho cái công trình đẹp hơn và điểm nhấn cái công trình. Thì toàn bộ các cái mảng của phần gạch này thì là bên mình đang ốp vào đây để các bạn có thể là xem để nắm bắt được, ốp toàn bộ hai phần mảng này. Đối với lại những cái tông màu đen làm nhấn cho công trình thì bên mình sẽ để làm cho cái công trình nó đẹp hơn và màu sắc nó hài hòa về sự chuyển tiếp, thì là bên mình đang bố trí các cái hệ đèn ở phần bên hông, các cái đầu cột khoảng cách là nằm giữa thân nhà nhé các bạn nhé. Thế nhưng mà trên thực tế nếu chúng ta đứng từ sân thì nó sẽ cao hơn do tính cả cái phần này nó rơi vào khoảng tầm 1/3 ngôi nhà nhé các bạn nhé. Nếu mà tính từ cái phần mái sảnh xuống thì nó rơi vào khoảng 1/3 ngôi nhà, và cái ánh sáng màu vàng của đèn nó sẽ làm cho công trình rất là đẹp và hài hòa cân đối. Về phần cột của HCG thì các bạn biết rồi, bao giờ thì HCG thiết kế những cái phần cột thân rất to và làm cho cái cột nó cực kỳ là sang. Phần thân này là được 550, cái lọt lòng này này thường thường bên mình cũng để rất rộng, rơi khoảng 230, và cái phần đế thì nó rơi vào khoảng tầm 650 đến 700 khi mà chúng ta nhô ra. Thì đấy là cái về phần tổng quan công trình. Đó, về tất cả các cái phần bên hông thì bên mình đang kẻ chỉ để làm cho công trình nó mềm hơn, và thứ hai nữa là nó tạo ra các không bị để những cái mảng trống như các bạn nhé. Đó, tất cả các cái phần đều được rất rõ ràng, chi tiết. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào phân tích cái không gian, cái công năng bên trong. Về cái không gian, cái công năng bên trong của công trình thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng đây chính là một trong cái không gian mà là phòng mà lối lên, đây là 5 bậc này. Đó, cái lối lên này thì là bên mình đang để nó rộng sâu là khoảng tầm 2,3 m, 2,4 m. Vào thì chúng ta sẽ có một cái không gian phòng khách rất là rộng rãi như các bạn nhé. Đây, cái kích thước phòng khách hiện nay bên mình đang để là 5 m, các bạn nhân với lại là 4,080 m thì nó rơi vào khoảng là gần 21 m². Đó, và ở đây chính là cái lam bậu dưới này, chúng ta xây bậu này. Sau đó thì vào đây là cái phòng khách này, cửa sổ thì mở rất rộng ra bên ngoài như này, và chúng ta ngồi xem tivi ở đây. Đó, đây là cái phần hình thức công trình khi mà chúng ta ngồi xem tivi ở đây rất là thoáng. Và cái thứ hai nữa là bên này là cái không gian phòng thờ, là bên mình sẽ xây một cái bậu ở đây và làm những cái lam gỗ cho gia chủ nha các bạn nhé, để cho gia trị có thể là thờ cúng. Đây một cái không gian phòng thờ nó cũng nhỏ thôi, nó rơi khoảng tầm 8 m² nha các bạn nhé. Thì Cường sẽ đọc luôn các cái thông số diện tích cho các bạn dễ hình dung. Phòng thờ nó rơi vào khoảng 9 m² các bạn ạ, đây 2,690
nhân với lại cái kích thước ở đây là 3,390 nha các bạn nhé. Và theo đó tiếp theo thì chúng ta sẽ có ở đây là các cái cụm phòng ngủ. Đối với là các cái phòng ngủ mà tạo ra một cái hành lang giữa như thế này thì cái thứ nhất là nó sẽ tách biệt được cái không gian ở đằng trước và không gian ở đằng sau, ví dụ như không gian bếp nhà chúng ta có công việc mà đồ đạc bếp chúng ta hay bẩn thì chúng ta sẽ để ra phía không gian đằng sau, nó không ảnh hưởng gì cả và nó cũng sẽ rất là hài hòa. Còn nếu mà bếp mà thông luôn với phòng khách thì cái phòng khách và bếp nó sẽ rất là rộng, nhưng mà yêu cầu chúng ta cần rất là sạch sẽ và hai là ngăn mùi cũng rất là khó. Về cái phương án này thì ngăn mùi rất là tốt nha các bạn nhé, khu bếp ở đằng sau. Và cái hai nữa, cái lối đi này của công trình thì mình đang để là bằng 1 mét và chiều sâu của lối đi là đang là bằng gần 4 mét nha các bạn nhé, rất là thoải mái. Tiếp theo ở đó đấy chính là chỗ này thì chúng ta sẽ có một cái khu vực phòng ngủ này. Đó, đây phòng ngủ này là phòng ngủ 03, nó bé một chút là 11 mét này. 11,1 này, phòng ngủ 02 12,6, phòng ngủ này là 11,8 nhé các bạn nhé. Phòng ngủ này 11,8, đây là bếp. Và khu bếp thì nay là được 16,4 nhé các bạn nhé. Và cái đoạn này thì chúng ta có một cái phòng vệ sinh chung, đây là một cái khu vực phòng giặt, đây là khu vực bếp. Nếu chúng ta đặt cái đoạn này là lõm thì chúng ta có thể đặt cái đoạn này là tủ đồ nhé các bạn nhé, bởi vì là do mỗi gia đình có một không gian sống riêng thế nên là cái góc này nó đang hơi bị lõm một chút. Thế còn nếu mà các bạn muốn để cho cả cái không gian phòng khách này nó rộng ra, phòng bếp này nó rộng ra thì các bạn có thể là làm như này cho cường. Đó, chuyển cái bức tường này thành một cái bức tường nhỏ thôi, phòng ngủ này sẽ nhỏ lại một chút đây, thì chúng ta sẽ chuyển toàn bộ cái phần tường sang như thế này. Đấy, các bạn xem cường chỉnh luôn cho các bạn xem để là cho cái phòng bếp nó sẽ rộng ra nha các bạn nha. Thì đấy là một trong những không gian chúng ta bỏ cái góc đi thì khu vực bếp này của chúng ta nó sẽ rộng đi rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là rất là hài hòa cân đối về cái mặt diện tích nha các bạn nha. Thôi cứ xin phép là delete nó đi. Và cái thứ hai tiếp theo chúng ta có một cái cửa mở ra phía sổ và đằng sau, đây là cửa sổ. Đó là về phần không gian của công trình. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái hồ sơ bản vẽ. Hồ sơ bản vẽ của bên HCG là hồ sơ bản vẽ chi tiết nhé quý vị các bạn nhé. Tất cả các cái công trình thì đều là hồ sơ bản vẽ chi tiết hết, không có bản sơ bộ đâu các bạn ạ. Bên mình không làm sơ bộ. Thứ hai nữa là trong cái bản vẽ thì có rất là nhiều các hạng mục khác nhau. Đây chính là cái phần kích thước các bạn nào cần thì các bạn có thể chụp lại để nắm mắt cho công trình của nhà mình. Đây là cái phòng ngủ không phòng khách này, sảnh chính lên 5 bậc, mỗi bậc là 300, và này là bằng 24 như lúc nãy vừa chia sẻ. Phòng khách là bậc 20 m². Đó, đây là phòng ngủ này là được 11.1, phòng này là được 11.8, phòng này là được 12.6, đây là được 90 m². Và chúng ta sẽ có một không gian phòng bếp là được 14.6 m². Đó, thì khu vực bếp thì là cái đoạn này nó lồi ra một chút, đoạn này là về khu vực bếp cấp C. Đây là cái chi tiết vệ sinh, tức là cái chi tiết vệ sinh tí nữa chúng ta xem các C17. Và cái thứ hai nữa là trên bản vẽ của HCG thì đầy đủ các cái hạng mục, các bản vẽ chi tiết, ví dụ như trên cái phần mái ngói này bên mình sẽ có thống kê cho các bạn luôn về cái số viên ngói. Tổng diện tích mái ngói là 171 m², và tính số lượng tôn giả ngói là 210 tấm tôn, tấm tôn là 1m2 đấy, nên nếu mà gia chủ mà dùng tôn giả ngói thì bên mình sẽ thống kê luôn để cho gia chủ là không bị gọi là mất thêm tiền. Ví dụ như chúng ta có bản vẽ chi tiết như này thì chúng ta sẽ hạn chế được cái vấn đề phát sinh về nhân công rất là nhiều. Ví dụ như là nhân công thợ thì thường cứ báo là nhà này thì nhà anh chị đi làm là bây giờ là bọn em đang làm theo hệ số, tất cả các hệ số là 1.3, họ cứ tính xem diện tích mái này xong họ nhân 1.3 đây, bao giờ họ nhân dư hết để làm sao để là cái con số nó lên không phải là 171 như là trên bản vẽ của cường thống kê đâu, mà nó sẽ lên khoảng tầm 180 đến 190 thì nó sẽ ảnh hưởng gì đến các bạn? Nó ảnh hưởng rất lớn đến cái tiền của các bạn nhé các bạn nhé. Ví dụ như trên hệ số thực là bằng 1.125 thì nếu mà họ nhân với 1.3 đương nhiên là các bạn sẽ mất đâu đó khoảng tầm 15 đến 20 mét vuông trên tính cái diện tích sàn vì kèo mái ngói. Nếu mà họ làm thi công trọn gói thì nó sẽ dây ra cái hiện tượng là nếu mà thi công trọn gói thì là các bạn sẽ mất đó khoảng tầm 15 đến 20 triệu nha các bạn nhé. Đấy, nguyên cái hồ sơ bản vẽ tiết kiệm cho các bạn 15 20 triệu đấy các bạn, không đơn giản đâu các bạn. Thứ hai nữa là tất cả các bản vẽ đều rõ ràng chi tiết, tránh hiện tượng là gia chủ cãi nhau với thợ nha các bạn nhé. Nếu mà gia chủ nào không biết thì mình còn làm video rất là bản vẽ để khi mà làm nó chuẩn. Còn thứ hai ba là
Trên bản vẽ các bạn cần phải xem các bản vẽ kết cấu kết hợp với bản vẽ kiến trúc và các bản vẽ, ví dụ như đây là cái cột cao 3m2 đấy, khoảng cách cột cao 3m2 hay như thế này đấy, đây mặt đứng, đây mặt đứng, đây là phối cảnh đó, thì rất là rõ ràng như thế này. Hồ sơ thì chuẩn hóa phong thủy. Đối với lại hồ sơ bản vẽ của HCG, nếu mà các bạn đã mua hồ sơ bản vẽ của bất cứ một đơn vị nào hoặc là đã xem một nhà nào đó làm bản vẽ thì các bạn sẽ hiểu được ngay tại sao là hồ sơ bản vẽ là HCG là hồ sơ bản vẽ chi tiết. Ví dụ như đây là cái một cái phần cửa của HCG này, nó sẽ bao gồm là có mặt đứng, phối cảnh và mặt cắt, cắt một, cắt hai. Cái cửa này cũng phải là thiết kế nha các bạn nhé, thì nó mới ra được cái tỷ lệ cửa tròn đẹp và các cái đố này phải thiết kế thì nó mới cân đối hài hòa cái cửa so với lại công trình. Và cái thứ ba nữa, ở đây chúng ta cần phải nói đến là cái kích thước thông thủy là bao giờ bên HCG cũng ghi chú rất rõ đây để cho các bạn làm cho chuẩn nhất đấy. Và tất cả các bộ cửa thì đều được tính toán và đều ghi chú rất rõ. Ví dụ như đây là cửa khung nhôm. Bình thường ấy, nếu mà hồ sơ sơ bộ ấy thì các bạn sẽ gặp phải vấn đề là họ chỉ cho các bạn một cái kích thước chung thôi, nó không có kích thước thông thủy. Thế nên là khi mà chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ bị một cái ở đây là gì? Là các bác thợ cửa, các bác ấy không biết, các bác ấy tính toán đôi khi nó lại vào được số đẹp thì cái khuôn cái nhà của chúng ta lại không đạt được, hoặc là đôi khi nó sẽ không đạt được cái số khuôn đẹp, nó lại nằm ở trong số khuôn xấu nha các bạn nhé. Thì bên mình sẽ ghi chú rất rõ đây, chiều dài chiều rộng, ví dụ như đây là cái kích thước phong thủy, là kích thước phong thủy là 2570 x 1m3 đấy, thì chúng ta kiểm tra như thế nào? Rất dễ thôi, các bạn hãy vào website của kiến trúc HCG. Trên website kiến trúc HCG thì có hết các thông tin, ví dụ như đây là vào trang chủ này, ví dụ như chúng ta sẽ vào cái phần là trang thức mẫu ban này. Đó, 2570 đúng không ạ? 2570. Chúng ta nhấn enter chữ cờ thì sẽ ra được ngay cái cung tể tướng. Đó, các bạn kéo như này, cái hàng bên dưới thay đổi, còn hàng nào đen là xấu, còn hàng đỏ là tốt. Đó, đẹp rồi đúng không ạ? 2350. Đấy, các bạn search như này thì là nó sẽ ra ngay, hoặc các bạn kéo nó ra. Ví dụ như đây cái kích thước 2350 thì nó rơi vào cung chí tồn nhân lộc. Tại khoảng này gia chủ luôn gặp sung túc, phúc lộc, nghề nghiệp luôn phát triển, năng tài đắc lợi, con cái thông minh hữu hảo. Đấy, mỗi thứ chúng ta làm phải cẩn thận một chút, và mọi thứ nó khi mà chúng ta cẩn thận rồi thì thứ nhất là chúng ta tiết kiệm được tiền. Đấy, hồ sơ nó giúp cho các bạn việc đấy đấy, tiết kiệm được. Thứ hai nữa là chuẩn chỉ trong quá trình các khâu làm, tránh hiện tượng cãi nhau. Phục vụ ở đây là phục vụ cho các bác thợ và phục vụ cho chính các bạn. Đó, hồ sơ bản vẽ nó có công dụng như vậy. Còn nếu mà các bạn không thuê các đơn vị họ thiết kế, họ thi công thì các bạn cần phải lưu ý cho Cường là chúng ta cần phải đi học rất là nhiều nha các bạn nha, để tránh những cái sai sót, những cái mà nó không đáng cho cái công trình của mình. Các bạn cứ nghĩ nó đơn giản nhưng trên thực tế khi đi vào làm việc nó không hề đơn giản, bởi vì là thứ nhất là các bạn đang phải làm việc với kỹ thuật, cái thứ hai là các bạn đang làm việc với cảm xúc của con người, với con người nha các bạn nhé. Ví dụ như các bạn là không biết kỹ thuật, các bạn nói là thợ là tại sao cái đai cột là phải buộc ở bên dưới cách 700 là buộc 100, và bên trên các bạn có thể buộc 100 và ở giữa các bạn có thể là buộc 150. Nếu các bạn không biết kỹ thuật thì các bạn không thể nói cho thợ được. Và cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta nói mà chúng ta không có hồ sơ bản vẽ thì đương nhiên đôi khi chúng ta sinh ra hiện tượng là cãi nhau. Đấy là giữ cảm xúc. Đấy, nên điều này nó sẽ làm cho không hay trong quá trình chúng ta làm việc với chung. Vậy nên là khi mà làm thì các bạn cần phải một là có kiến thức, hai là có các mắt tổng quan để nhìn mọi thứ nó chuẩn và làm nó tốt nha các bạn nhé. Ok, thì vừa rồi Cường đã chia sẻ rất kỹ cho các bạn rồi. Còn hồ sơ kết cấu nữa, đây là cái hồ sơ kết cấu này, đây là cái bảng kết cấu của nhà chị Hân, thì là tổng cái 100m2 nó hết tầm 6,4 tấn sắt nha các bạn nhé. Và cái tiếp theo là chúng ta sẽ có các cái bản vẽ kết cấu rất là rõ ràng chi tiết, nên Cường đang chia sẻ ngược từ dưới lên, từng những cái dầm sàn một, hay là từng những thống kê sắt cột một. Đây là bản vẽ cột này, cột này bên dưới đáy, đúng cái Cường nói nhầm, đáy là 3m2 các bạn nhé, cao là 3m3, còn bên dưới này là đáy dưới là 39, bên trên là 4m, và móng thì là sử dụng móng đơn. Nếu các bạn nào không biết đọc bản vẽ thì Cường đều làm video hướng dẫn đọc bản vẽ cho các gia chủ hết, các bạn yên tâm các bạn nhé. Ok, còn bây giờ thì Cường xin phép kết thúc cái video tại đây. Cường xin chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, an lành, luôn đạt được mục tiêu của mình trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn và xem video của HCG vào lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Kiến trúc HCG. Cường xin trân trọng, chân chào và lại các bạn với những video tiếp theo.